chơi Việt Kiều. Tấm huy chương vàng thứ 20 của ngày thứ hôm nay đang chờ đợi đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy là hết giờ. Trận chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khép lại với chiến thắng thuộc về chúng ta. Không phải, chưa hết giờ. Quá thời gian 2 phút bù giờ. Tiếng còi vẫn chưa được cất lên. Hạnh phúc như thường lệ thì lá cờ của Việt Nam lại tung bay.